MC Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện ma, đọc truyện đêm khuya của MC Thiện Đức. Chúng ta lại tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện tâm linh kinh dị được mang tên là Người Gánh Nghiệp Âm. Thì ở phần 1, chúng ta đã được biết cái cậu bé tên là Quang là người phải gánh cái nghiệp âm cho cả gia đình. Và cậu này thì được mẹ đưa tới nhà thầy Hữu ở Hải Dương để nhờ thầy tìm cách hóa giải cái nghiệp âm này. Thì qua câu chuyện của cô trà hàng nước ở gần nhà thầy Hữu thì hai mẹ con đã biết được một chút về tiếng tăm cũng như những cái lần mà đứng ra trừ ma diệt quỷ của thầy Hữu. Và cái câu chuyện này nó sẽ diễn biến ra sao? Xin mời các bạn lại tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện Ma Giải Tập được mang tên là Người Gánh Nghiệp Âm này nhé. Dạ kính thầy, từ sáng đến giờ có hai mẹ con nhà cô này đợi thầy ạ. Thì vì thấy trong nhà có nhiều khách khứa với lại toàn người sang trọng cho nên họ không dám vào. Nghe nói mẹ con cô đó đến xem cái người ta gọi là nghiệp âm thầy ạ. Nghiệp âm? Thầy Hữu hỏi lại cô trà một lần nữa để xác thực lại những gì mình vừa nghe. Hình như bản thân thầy Hữu đang có vẻ ngờ vực lắm về hai từ nghiệp âm mà cô trà vừa nói. Có lẽ từ ngày xuất sơn cho tới giờ thì cũng đã nhiều năm, chính bản thân thầy Hữu cũng chưa từng gặp ai nhắc tới hai từ này nữa. Ấy vậy mà hôm nay, vô tình lại có người tới diện kiến mình để hỏi về cái vấn đề này, quả thật là kỳ lạ. Mẹ tôi thấy cô trả lên tiếng chào hỏi thì cũng nhanh nhẹn mà nói. Dạ kính thầy, mẹ con từ Hà Nội về đây cũng đợi được nửa ngày rồi, mong thầy chiếu cố cho hai mẹ con được gặp thầy để có thể thưa chuyện cho sớm ạ. Thầy Hữu bây giờ có vẻ không để ý tới lời nói của mẹ tôi cho lắm. Ánh mắt của thầy đang tập trung nhìn vào tôi. Tôi cảm nhận có một sự bất ngờ, nhưng cũng có một cái gì đó hoài nghi. Tôi cũng chẳng rõ đó là cảm nhận thật hay giả, nhưng kỳ thực cho mãi sau này, chính cô trà bộc bạch với tôi rằng chưa bao giờ cô thấy thầy Hữu phải sững sờ đến như vậy, họa chăng phải có thứ gì đó rất đặc biệt thì mới khiến cho con người ta chợt tập trung đến như vậy. Mẹ tôi thấy thầy Hữu có vẻ đang ưu tư cho nên cũng không dám thuận lời. Có vẻ như vậy mẹ tôi thì cũng trong lòng lo lắng lắm. Ai đi xem số ở đâu mà chả vậy. Nếu như bản thân mình hay con cái của mình vô tình được các thầy đặc biệt quan tâm thì ắt là lành ít dữ nhiều. Thử hỏi sao mà không lo cho được cơ chứ? Cô trà biết ý mẹ tôi cho nên nóng lòng mới lên tiếng hỏi thầy. Kìa thầy, thầy Hữu, mẹ con cô ấy đang chờ câu trả lời từ thầy đấy. Thầy xem thu xếp sớm giúp họ. Đường xá từ Hà Nội về đây thì cũng xa rồi, mà cô ấy còn con mọn ở nhà, mong thầy chiếu cố cho. Thầy Hữu lúc đó mới sức tỉnh. Dường như thầy Hữu cũng đang rất hào hứng với hai chữ nghiệp âm và bản thân người mang nghiệp âm là tôi, cho nên thầy nói luôn. Cậu này đến đây hôm nay ầu cũng là chữ duyên. Hữu đầy chờ cậu đã 6 năm rồi. Cô dẫn cháu vào sảnh ngồi đợi tôi. Tôi xử lý nốt cái vài chuyện này rồi sẽ trao đổi với hai mẹ con ngay. Thầy Hữu nói với mẹ tôi. Mẹ tôi tức thì kéo theo tôi theo chân thầy Hữu vào nhà, nhưng cũng không quên dùng kính ngữ để có thể cảm ơn cô trà. Nếu như hôm nay không có cô thì chắc phải tới tối mịt mẹ con tôi cũng chẳng tài nào mà có thể diện kiến được người mà người ta gọi là kỳ nhân của vùng đất tứ kỳ này. Mà cũng kể ra lạ thật, có vẻ như những người làm việc âm đều có một sở thích sống và sinh hoạt gần với thiên nhiên thì phải. Cả một cụm vườn nhà hơn 200 m² được thầy Hữu khéo léo sử dụng một cách hoàn hảo. Trước mặt của căn nhà là sân gạch tráng men đỏ. Cái loại gạch này cách đây chục năm là mốt của dân kiến trúc lúc bấy giờ. 10 nhà làm sân thì phải tới 9 nhà lát loại gạch men này. Kể ra thì thầy Hữu cũng không phải là người tụt hậu so với thời đại cho lắm. Hai bên hông nhà được bao bọc bởi hơn 100 m vườn trái mà chủ đạo là xoài. Thiết nghĩ với vườn cây thế này thì người chủ ắt phải dành không ít thời gian để chăm bẵm cho cái thú vườn tược của mình. Tạm gác lại những cảnh vật về kiến trúc trong sân vườn của nhà thầy Hữu qua một bên,
Một điều mà cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ khi bước vào căn nhà của thầy, đó chính là mùi vị. Ở đó là một mùi vị của sự yên bình. Mùi vị mà thông qua khí quản, ta có thể tìm tới mọi ngóc ngách trong tâm hồn để có thể xoa dịu những suy nghĩ hỗn độn về vạn sự trong tiềm thức, chưa kể đến âm thanh của dòng nước chảy róc rách qua những phiến đá quệ mấp mô, khiến cho âm sắc, cảnh vật được cân bằng, tạo cho con người ta cảm giác được trở về với những gì thường nhật, bình dị nhất. Tôi vốn gọi đó là hơi thở của sự bình yên. Mẹ con tôi ngồi sát về phía bể cá để chờ đợi. Phần vì tôi rất thích ngắm sự di chuyển của đàn cá và dòng nước, phần vì trong nhà thầy la liệt toàn là những người ngồi đợi để tới lượt, trông ai thì cũng toát lên cái vẻ hồi hộp và háo hức. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào, khả dĩ lắm thì mới có người lên tiếng mà dăm ba điều, rồi họ lại thôi. Thầy Hữu từ trên tầng đi xuống, có vài người ăn mặc sang trọng lắm cũng xuống theo thầy. Thầy Hữu quay lại hình như dặn dò mấy người đó việc gì, rồi sau đó lên tiếng. Thực sự xin lỗi mọi người, hôm nay Hữu đầy có việc hệ trọng phải làm, ai có công việc gì thì xin khất tới ngày mai. Nếu như hệ trọng lắm thì xin ở lại, còn không thì xin đành lỡ hẹn hôm nay. Mấy người có mặt lúc đó thì tỏ vẻ rất bất ngờ, có người thì uể oải vì chơi cả ngày mà không làm được việc, nhưng cũng đành xin phép thầy Hữu mà ra về. Sau đó thầy Hữu tiến lại chỗ hai mẹ con tôi ngồi, chào hỏi rồi mời hai mẹ con lên tầng để bàn chuyện. Chắc hẳn hai chữ nghiệp âm phải quan trọng lắm thì thầy Hữu mới dành riêng thời gian cho hai mẹ con tôi tới như vậy. Vừa đi thầy Hữu vừa hỏi. Xin hỏi, có phải là khi sinh hạ cháu đúng vào lúc chính tí hay không? Chưa kể, ngày trước khi sinh thì vốn đã có ý định bỏ cháu vì mấy lần không thấy tìm thai, có phải không? Mẹ tôi hoảng hốt. Quả thật câu chuyện tôi thiếu chút nữa đã bỏ mạng trong bụng mẹ trước giờ sinh, gần như chẳng ai biết ngoài mẹ tôi và một vài người họ hàng. Mà tại sao nay thầy Hữu lại rõ như thể chính ông có mặt vào ngày hôm đó vậy? Mẹ tôi ấp úng và đáp. Dạ đúng rồi thầy ạ, cháu nó may mắn được chào đời vào đúng không giờ của ngày 16 âm lịch. Cũng may năm đó có người họ hàng quyết tâm xin mổ, cho nên cháu nó mới có ngày hôm nay, nếu không thì... Thầy Hữu cắt lời. Điều này thì cũng một phần lý giải là do ý trời. Mời cô với cháu ngồi xuống. Trước hết tôi xin phép không giải thích gì nhiều. Ngay đây tôi xin thỉnh bà cô tổ của nhà cậu này để có thể nên nói chuyện. Bà cùng lính của bà đi theo hai mẹ con cô tới đây, ắt hẳn là có cái chuyện gì muốn nói. Thầy Hữu bảo mẹ tôi ngồi xếp chân vàng, hai tay đan chặt vào nhau trước bụng giống như tư thế ngồi thiền của các nhà sư. Kế đó thầy Hữu lấy một cây nhang hơ quanh mặt mẹ tôi lẩm bẩm đọc chú ngữ. Tôi chỉ kịp nghe tới câu cung thỉnh gia tiên vong linh thánh tổ Nguyễn Họ thì mẹ tôi bật dậy cười ha ha. Chàng cười đó nghe có phần oai linh lắm, chắc hẳn bà cô tổ đã ngự vào mẹ tôi rồi đây. Mẹ tôi đập tay xuống đất và nói lớn. Lính ghế nhà ai mà thơm danh nước tiếng ở đâu để chắc của ta phải tìm tận tới đây ấy nhỉ? Thầy Hữu lấy rượu cung kính mời rồi đáp lại. Thưa trên, tôi đây là Hữu, hành đạo theo lệnh của Phật và Thánh mà giúp đời. Hôm nay rước bóng bà cô tổ nhà họ Nguyễn về đây xin dâng hương hoa để tỏ lòng thành kính của Hữu. Sau đó xin thỉnh giáo bà về chuyện của cậu bé này. Thầy Hữu chỉ vào tôi mà nói. Mẹ tôi đúng hơn là bóng bà tổ cô nhấp ngụm rượu rồi chép miệng một tiếng để ra vẻ đó là rượu ngon. Bà tổ cô vừa cười vừa nói. Cái thằng này số nó tu tập nhiều đời, nay có duyên được sinh hạ vào dòng họ Nguyễn, âu cũng là cái phúc, cái phần của dòng họ. Kể từ ngày nó sinh ra là cái dòng họ được hưởng quả phúc từ đấy. Dì chỉ có bố mẹ nó là phải chịu kiếp long đong lận đận hết 40 năm tuổi để có thể tạo ra gia cảnh khó khăn nhằm cho nó hiểu được cái nghèo, cái khổ là như thế nào. Cái nghiệp âm thì vốn là duyên nợ với cửa Phật, cửa Thánh, với đạo Pháp và ở kiếp trước chưa chọn. Cho nên ở cái kiếp này thì phải tiếp tục tu cho vuông cho tròn thì mới được sinh ra hai cái tử này.
Hôm nay ta cất công theo hai mẹ con nó tới đây thì cũng là muốn có lời xin gửi gắm cho hữu ngươi. Vốn cũng biết ngươi trên đội việc thánh, dưới gánh việc trần, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể giúp cho nó. Nếu được thì đúng là duyên kiếp đã định, kỳ nhân tạm đạo. Thầy hữu thấy vậy thì cúi gập người mà thưa rằng: Thưa trên, tôi đây thì tài hèn sức mọn, làm sao mà có thể đủ sức gánh vác cái trọng trách này. Một phần thì cũng phải để xem cơ duyên của cháu nó với đạo pháp tới đầu nữa chứ. Ba tổ cô cau mày lại, một tay lắm hở giơ lên phía trước ra vẻ đồng ý, rồi nói: Vậy thì nhà ngươi hãy qua đồng đài âm dương xin thỉnh ý kiến của tiên thánh. Nếu như vạn sự vốn do trời định thì hãy lấy ý trời mà làm đài cầu. Thầy hữu gật đầu, mặt quay về phía bàn thờ, hai tay chắp lại mà khấn vái. Kế đó thầy lấy ra hai đồng xu, một cái đĩa sứ con, một tay cầm đĩa, một tay cầm hai đồng xu tung vào chính giữa lòng đĩa. Ngay sau khi hai đồng xu dừng lại thì mẹ tôi ngã vật ra phía sau, mắt nhắm mắt mở như vừa tỉnh dậy. Mẹ tôi hình như vẫn còn ý thức được cái sự việc xảy ra xung quanh khi bị nhập, cho nên liền vội vàng ngồi dậy nhìn vào đồng đài âm dương rồi hỏi thầy hữu ngay: Thưa thầy, như thế này thì có nghĩa là gì? Sao ha ha cái đồng đài lại vỡ ra làm bốn như vậy được? Thầy hữu sửng sốt, chính bản thân thầy hữu thì cũng không thể tin được vào những sự việc diễn ra trong tích tắc. Hành đạo biết bao nhiêu năm trải qua đến cả vạn sự ly kỳ, nhưng chưa một lần nào thầy hữu chứng kiến hay thậm chí là nghe kể qua về cái việc mà đồng đài âm dương có thể bị vỡ ra. Thầy hữu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói với mẹ tôi: Hai cái đồng đài âm dương này hữu được ân sư tặng làm quà xuất sơn, nó theo tôi ngót nghét 30 năm nay rồi. Xảy ra cái cơ sự này ắt là có cái điểm chẳng lành, hoặc là gần đây có một cái vong linh âm tính cực thịnh khiến cho âm dương bị đảo lộn thì mới có thể xảy ra cái sự việc như vậy. Xin cô chuẩn bị tinh thần, tôi thì tiếp ra tiền nhà cậu này để có thể hỏi chuyện. Mẹ tôi thấy vậy thì mặt tái nhợt, chuyến này cứ nghĩ sẽ tìm được cách hóa giải cho hai từ nghiệp âm. Vậy mà từ khi bước chân vào căn nhà của thầy hữu, chỉ thấy toàn là những điều khiến cho con người ta phải bận lòng. Thiệt nghĩ muốn thay đổi ý trời âu cũng chẳng được, chỉ bằng tìm cách mà thuận theo chiều gió, từ từ mà thích nghi ắt hẳn sẽ tốt hơn. Ông trời chắc chẳng bao giờ chuyện đường sống của ai đâu. Thầy hữu lấy dưới chân bàn thờ ra 5 chiếc bát sứ. Thầy bảo mẹ tôi thắp 5 ngọn đèn cầy để vào trong lòng bát cho ngay ngắn. Trong tay thầy lúc đó cầm một chiếc bùa màu đỏ thẫm, hình thù vẽ trên tấm bùa đó kỳ thực là cổ quái, chẳng giống với mấy tấm bùa bình an mà chúng ta hay thường gặp. Thầy hữu đưa cho mẹ tôi mà dặn dò: Đây là linh phù trì hữu tôi đặc biệt vẽ ra để có thể hành pháp, cổ đốt lên rồi hòa cho vào nước mà uống, chút nữa cổ sẽ thấy rất nhiều cái sự lạ, nhưng hãy nhớ rằng tuyệt đối không được lên tiếng. Khi chuẩn bị xong xuôi thì thầy hữu lấy ra một chiếc khăn lớn màu tía đậm, ở giữa có thêu hoa văn phượng hạ, chi tiết sắc nét chẳng khác nào đồ dùng của bậc vua chúa quan lại thời xưa. Thầy hữu đưa nó cho tôi mà rằng: Lát nữa nếu ta ra hiệu thì cậu phải nhớ phủ ngay cái tấm khăn này chùm qua đầu của mẹ cậu, nghe chưa? Tôi vâng một tiếng để báo cho thầy rằng tôi đã nhớ rõ. Ở cái thời điểm đó, những công việc mang tính tâm linh như thế này thì tôi chỉ có thể biết làm theo, chứ không rõ công dụng của nó như thế nào ra sao. Dặn dò xong xuôi đâu đấy thì thầy hữu xòe lòng bàn tay đặt lên đầu gối, miệng hô vang 4 từ: Cung nghênh thần quỷ. Lúc bấy giờ các ngón tay của thầy đã đan lại tượng trưng cho một ấn pháp giơ thẳng về phía mẹ tôi. 5 ngọn đèn cầy khi đó bỗng cháy rực một cách dữ dội, tôi nghe loáng thoáng như có tiếng trẻ con cười cười. Trong tiếng cười có pha lẫn cả tiếng hục hạc của người đàn ông trứng tuổi. Mẹ tôi hai mắt hướng ra phía cửa trợn tròn. Sự bất ngờ đi với nỗi sợ hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của bà. Mẹ tôi ú ớ muốn hét lên như vì những cái gì mình chứng kiến, nhưng cố lén lại để thầy hữu có thể tiếp tục hành lễ.
Thầy Hữu thấy vậy thì lập tức thổi tắt một ngọn nến rồi hô vang: "Thỉnh nhờ." Sau đó thầy rút ra hai điếu thuốc lá, châm lên rồi để ngay ngắn trước mặt mẹ tôi, mà cúi đầu và nói: "Cung thỉnh cậu bé đỏ tại gia, cung thỉnh giám quản Nguyễn tộc." Mẹ tôi mắt nhắm tịt, một tay với lấy điếu thuốc đưa lên phì phèo, như thể là một người sành hút. Cái thần thái khi ấy phỏng như bậc tôn quý của các triều đại phong kiến vậy. Kế đó một vong linh trong người mẹ tôi lên tiếng, nhưng cái giọng nói lại tựa như của một đứa trẻ con. Âm thanh nghe có vẻ thanh thoát, dễ nghe, ngôn từ có phần chắc chắn mà lại tinh nghịch: "Cái cơ ngơi đẹp quá, cây cối lại sai đầy một vườn quả. Chút nữa gửi cho thằng cu kia một ít về dâng ta nhé." Thầy Hữu lại móm mém mà rằng: "Dạ, thỉnh cậu, cậu về hôm nay thì Hữu tôi muốn hỏi về vận số của cái thằng cu này. Giám quản Nguyễn tộc thương tình cho con cháu mà đưa đường chỉ lối, giúp đỡ cho dòng họ ở trần thế." Cũng thật kỳ lạ, nghe đến hai chữ giám quan thì chắc cũng phải có hàng danh tiếng ở dưới phần âm, nhưng tại sao lại mang tiếng nói của một đứa trẻ? Đúng là thế giới âm ti quả nhiên là cổ quái, tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy. "Ta vốn mang giọng nói của đứa trẻ, vì khi sinh ra ta mới chỉ là giọt máu đã bị bố mẹ ta từ bỏ. Ta được hình thành ngay sau khi ngươi sinh chưa đầy được 4 tháng. Vì lo cho ngươi cho nên phải đành bỏ ta. Ấy vậy mà ta mới lang thang giữa cái cõi phủ dung. Cũng may là được lưng nhờ vào cửa tiên thánh đất Bảo Hà, nhờ phúc chăm họ cho nên mới có thể được ăn, được học, nên mới có ngày lên làm giám quan tộc Nguyễn như hôm nay. Nhưng hình hài của ta dưới âm thì vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ, kể cả giọng nói thì cũng như vậy, cho nên khỏi thắc mắc nhé." Cái giọng nói trẻ con ấy khiến tôi tá hỏa, người tôi run lên bần bật, hai tay cầm chiếc khăn của thầy Hữu mà phải bấu thật chặt cho khỏi sợ rơi. Hình như vong linh đó có thể cảm ứng được những suy nghĩ của tôi. Chẳng phải những gì vừa nói chính là lời giải đáp cho những thắc mắc của tôi hay sao? Tôi tuyệt nhiên im bặt, không dám phản kháng lại một điều gì. Thậm chí lúc ấy trong tâm trí của tôi chỉ còn lại một mớ hỗn loạn giữa những câu nói, những câu hỏi về khả năng của vong linh thuộc về phần âm. Thầy Hữu ngồi sát đó thấy vậy thì nói ngay: "À, dạ vậy, thì ra cái thằng bé này xét về dường thế lại là anh em đối với cậu. Vậy thì chắc hẳn phần ít phần nhiều thì cậu cũng nắm rõ được cái bản mệnh của nó, phải không?" Mẹ tôi ngửa mặt lên mà cười, tiếng cười đắc chí từ tâm niệm của một vong linh trẻ con làm cho tôi thêm phần kinh hãi. Cái vong linh ấy lại tiếp lời: "Tùy ta phần nào thông hiểu được vận số của đứa trẻ này, nhưng ngặt nỗi đó là thiên cơ. Nếu như tiết lộ ra ngoài, dù ít dù nhiều thì phải chịu hình phạt. Nhưng dù gì, hôm nay cũng đã thỉnh ta về đây. Ta sẽ sang tay cho Hữu người mà truyền đạt lại cho người ở trên giường thế." Thầy Hữu ghé sát tai lại để có thể nghe những gì mà giám quản Nguyễn tộc truyền đạt. Hình như có vẻ là thiện ý, cho nên thầy Hữu gật đầu mà tươi cười lắm. Thầy Hữu lấy tay chỉ vào chiếc khăn tía, ra hiệu cho tôi đã tới lúc hành sự. Tôi lập tức tung chiếc khăn tía trùm đầu mẹ tôi. Lúc ấy tôi chỉ nhớ thoang thoảng, hình như có bóng trẻ con mặc quần áo gấm đứng ngay trước mặt tôi mà cười. Hình ảnh ấy cho tới tận bây giờ thi thoảng vẫn được gợi lại trong những giấc mơ kỳ lạ mà tôi vẫn hay thường gặp. Mẹ tôi tỉnh lại, hai mắt đỏ hoen như chỉ trào trực để có thể òa khóc. Tôi biết, tôi hiểu, chính vì tình nghĩa mẫu tử mà mẹ tôi mới xúc động đến như vậy. Bản thân mẹ tôi năm xưa chẳng thể nào ngờ được lại có những chuyện như thế này. Một vong linh nhỏ bé đã vô tình mất đi cơ hội được chuyển kiếp cũng chỉ vì hai chữ hoàn cảnh. Người học đạo vẫn thường hay nói rằng những vong linh được đầu thai chuyển kiếp thì phải vượt qua ngàn trùng biển khơi thì mới có thể về đầu thai làm con của một nhà. Nên chớ vì có lý do gì mà tước đoạt đi những cơ hội luân hồi của những vong linh ấy, đó là một quả nghiệp. Nhưng thú thật, nào có người mẹ nào là không thắm tình mẫu tử, âu cũng chỉ là do số phận gượng ép mà thôi. Thầy Hữu chắc cũng thông linh được những gì xảy ra trong quá khứ của một người, cho nên an ủi:
Số phận đã vậy rồi thì cô cũng đừng buồn. Lỗi cũng chẳng phải do cô. Cái việc cần làm bây giờ là phải tìm cách ứng dụng được vận số của cái cậu bé này. Mẹ tôi lau đi hàng lệ đã đổ xuống từ khi nào mà thưa với thầy. Dạ kính thầy, mẹ con thì cũng chẳng biết làm thế nào cho phải. Thôi thì chăm sự đành nhờ vào đức hạnh của thầy. Thầy Hữu mới giảng dài. Hai lần ra tiền nhà này và vừa rồi là giám quan dòng tộc cũng đã sàng tài cho tôi, kết hợp với kinh nghiệm xem số mệnh mười mấy năm này, tôi có thể tạm khái quát như thế này. Đường số nhiều kiếp, vốn là người tu đạo, trải qua nhiều những thử thách ở tiền kiếp, mà nay được đầu thai trở thành người kiếp này để có thể tu tập. Những cái công việc của cậu ở trên dương thế dù sao cũng sẽ gặp trắc trở, việc nào rồi cũng sẽ đứt gánh mà đổ xuống sông. Tính tình thì càng lớn càng dị biệt, giỏi giang bao nhiêu thì con người cậu ta lại càng thâm trầm ưu tư bấy nhiêu. Duy chỉ có việc tiên việc thánh thì may ra cậu ta sẽ được độ cho tới cùng. Tỷ nói là vậy, nhưng để tin và làm được thì cũng phải là một điều vô cùng khó khăn. Tôi biết chính bản thân cô thì cũng có phần nào còn hoài nghi về năng lực của tôi cũng như những gì xảy ra ngày hôm nay. Chi bằng cô cứ cùng với cháu về nhà suy nghĩ, nếu như cảm thấy cần thiết và tin tưởng thì ngày rằm tháng tới xin mời cả hai quay lại đây. Chuyện này ngày một ngày hai chẳng thế nào mà nói cho hết được. Mẹ tôi lưỡng lự. Đúng là những gì vừa xảy ra nó quá chóng vánh. Nếu như không phải là một người có kiến thức về âm dương thì làm sao có thể thông suốt được vạn sự để mà định đoạt. Mẹ tôi suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời thầy Hữu. Thầy nói cũng đúng, mẹ con lúc này chưa thể định đoạt được điều gì. Chắc hôm nay thì phải xin phép ra về để dành thời gian mà suy nghĩ. Con cảm ơn thầy, thầy cho con xin số điện thoại, có điều gì thì con xin điện cho thầy để xin ý kiến. Sau đó thầy Hữu cho mẹ con tôi số điện thoại rồi tiễn cả hai xuống dưới nhà. Mới đó thôi mà trời đã ngả chiều. Thầy Hữu dúi vào tay tôi một phong bao màu đỏ rồi căn dặn hai mẹ con. Trong 3 ngày nữa, nếu như có sự tình gì bất trắc thì hãy nhớ tới cái phong bao này. Khi nào thực sự cơ bách thì hãy mở nó ra, ắt sẽ có cách. Mẹ con tôi tạm biệt thầy Hữu rồi ra về. Phía sau là một khoảng không vô định, ẩn chứa biết bao nhiêu là hoài nghi của cả hai mẹ con về cái thế giới gọi là tâm linh. Là thực hay là ảo, là ý trời hay nhân định, chẳng ai rõ được, chẳng ai có thể nhìn thấu và thông linh được với những thứ kỳ lạ hàng ngày vẫn đang tồn tại ở một thế giới vô hình mà ta chẳng thể nào biết đến. Đã 2 ngày trôi qua kể từ hôm mẹ và tôi cáo biệt thầy Hữu để trở về Hà Nội. Mọi thứ xung quanh tôi vẫn vậy, hàng ngày vẫn trôi đi với những cánh đồng và lũ trẻ trong cái xóm. Cái tuổi thơ của tôi chìm đắm vào một giấc mơ mà đến tận lúc trưởng thành tôi vẫn muốn mơ lại những giấc mơ ấy. Nhưng đó chỉ là những kỷ niệm, những hình ảnh thật đượm tình về quãng thời gian đã nuôi dưỡng tâm hồn của ta mà ta vẫn luôn trưng bày trong những ô chứa của hài niệm. Và mọi thứ sẽ mãi bình yên như vậy nếu như ngày thứ 3 không xảy ra những sự lạ, những điều đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một đứa trẻ. Ngày đó, mẹ tôi phải đi học tại trước ở nội thành, tối nào thì cũng phải ngót nghét hơn 10 giờ mới có thể về tới nhà. Bố tôi thì trực ban y tế ở trạm xá, cho nên cũng đi đêm đi hôm suốt. Ngôi nhà 3 tầng mới cất của gia đình tôi hồi đầu năm, mà tối nay chỉ có một mình tôi ở nhà. Cái cảm giác trống vắng lạnh lẽo vô cùng, khoảng không rộng cả 100 mét cho ta cái cảm giác muốn thu mình tại một xó. Đang ngồi say sưa với những tập truyện dài ở tầng 2 thì tôi nghe tiếng bước chân ở ngay cầu thang, nghĩ là có ai đó về cho nên vội chạy ra xem. Nhưng ngặt một nỗi, không chỉ cầu thang mà ngay cả tầng 1 cũng không có bóng dáng ai cả. Thiết nghĩ bản thân mình nghe nhầm cho nên tôi quay lại về phòng trên tầng. Vừa cầm tay vào cuốn truyện thì lại có động. Vẫn là những tiếng bước chân nhưng lần này thì nhanh và dồn dập, như thể có vài người đang chạy trên cầu thang vậy.
Chưa kể nếu như nghe kỹ thì còn có cả tiếng lạch bạch hệt như các tấm gỗ đang va vào nhau. Bây giờ trong lòng tôi như có lửa đốt, có khi trong nhà lại có trộm. Tôi nghĩ vậy, chốt ngay cửa, bốc máy, gọi điện cho bố mẹ. Nhưng điều trùng hợp là cả hai đều không bắt máy. Tôi cố gọi lại nhưng kết quả thì vẫn như vậy. Định bụng đánh liều một phen, mở cửa ra ngoài xem sao. Nếu như là trộm, kiểu gì nó chả mò vào phòng của mình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vừa tạm cái chổi ở trong góc nhà, tôi tiến lại sát phía cửa để có thể nghe ngóng tình hình. Những âm thanh phát ra rõ mồn một như ngay ở phía bên cạnh. Khẽ mở cửa, tôi hé mắt ra nhìn để có thể thăm dò xung quanh. Nhưng quái lạ thật, vừa mở cửa thì mọi thứ trở lên im bặt. Tiếng bước chân mới đây vẫn còn nguyên bên tai, mà giờ đây cả căn nhà lại im ắng một cách lạ thường. Thì như nếu có trộm thì cũng chẳng tài nào mà biến mất một cách quái dị đến như vậy. Tôi từ từ ngó xuống tầng dưới, rồi quyết định đi một vòng quanh nhà để kiểm tra. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi, tất thảy vẫn ở nguyên vị trí ban đầu của nó, thậm chí ngay cả một tiếng động nhỏ cũng tuyệt nhiên không thấy xuất hiện. Lúc này, tôi mới bắt đầu nghĩ đến trường hợp hãn hữu. Cách đây vài ngày, tại huyện Tứ Kỳ, tôi đã được nghe, được chứng kiến những bức tranh ma mị mà thầy Hữu và cô trà tô điểm. Chẳng lẽ mấy thứ ma quỷ đó lại theo chân tôi về tận vùng ngoại ô này? Không được, tôi phải dò đi một lần nữa xem sao. Bất quá thì tôi khóa trái cửa lại, chạy sang nhà hàng xóm. Chứ như thế này, quả thật chẳng tài nào mà an tâm cho được. Tôi lấy phòng khách làm mốc, đi dọc từ ngoài vào trong, rồi lên cả những tầng trên. Mỗi tầng tôi đều để ý hết những ngóc ngách, xem có ai ẩn nấp hay điều gì khả nghi hay không. Nhưng không, kết quả tôi thu được so với những lần vừa rồi chẳng có gì thay đổi. Căn nhà trở về sự bình yên vốn có của nó. Tôi mệt mỏi trở về phòng, nằm vắt tay lên trán mà suy ngẫm. Cái suy nghĩ bà tức của thuở thiếu thời ấy chẳng thể nào cho tôi một lời giải đáp phù hợp về những gì đang diễn ra. Tôi định bụng ngủ một giấc thì nghe thấy tiếng đập bàn, đập ghế ở phòng bên cạnh. Tôi vùng dậy lao sang, lần này phải quyết tâm xem đó là thứ gì mà thoát ẩn thoát hiện trong khi tỏ tưởng như vậy. Tôi mở toang cửa phòng bên cạnh, không khí xung quanh đặc quánh, lại chỉ còn tiếng thở của tôi. Trên bàn làm việc mọi thứ vẫn gọn gàng đâu ra đấy, không có dấu hiệu của người lạ. Tôi quan sát kỹ xung quanh thì phát hiện thấy tấm bùa yểm dán trên cửa đã bị rơi xuống. Lần này chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Tôi bắt đầu nghĩ đến thứ gì đó, cái thứ mà dân gian gọi là ma quỷ xuất hiện. Tôi quyết định về phòng cố thủ. Lần này nhất nhất dù có thứ gì xảy ra thì tôi cũng mặc kệ, mặc cho nó tắc oai tắc quái như thế nào thì tôi cũng quyết chí không đi ra ngoài. Vừa sập cửa lại thì tôi nghĩ ngay cái phong bao màu đỏ mà hôm bữa thầy Hữu cho tôi. Cực chẳng đã, lúc này không dùng thì còn lúc nào có thể dùng được nữa. Tôi lục tung ngăn bàn để tìm cái phong bao. May quá nó vẫn còn ở đây. Nếu như để ý kỹ thì phía ngoài phong bao có một chữ tàu. Sau này tôi hỏi thầy Hữu thì mới biết đó là chữ mộc. Tôi xé lớp giấy ở phía trên đầu rồi thò tay vào trong thì thấy có hai vật. Một là miếng ngọc màu lục to bằng hai đốt ngón tay. Vật còn lại là một mẩu giấy con vỏn vẹn ba chữ giữ lấy ngọc. Chưa kịp hiểu công dụng của miếng ngọc này như thế nào thì thoạt nghe có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cộc cộc đều đều làm các thấu thần kinh của con người cảm thấy rối loạn. Mở cửa hay không mở cửa, người hay ma, thực hay ảo, trong đầu tôi đang luẩn quẩn những suy nghĩ. Tôi chần chừ cố đợi xem tình hình ra sao. Được một hồi thì tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh, càng đều. Nhịp độ của nó tăng dần lên và ngày càng mạnh. Có cảm giác chỉ thiếu chút nữa thôi là cái thứ ở phía bên kia cánh cửa sẽ đập tan tất cả để có thể ập vào bên trong vậy. Tôi nắm chặt lấy mép quần, chậm chậm tiến về sát cửa, tay phải từ từ đặt lên núm xoay. Tôi định mở cửa nhưng khựng lại. Khoan đã, hình như không có tiếng gõ cửa. Cái lúc tôi vừa chạm tay thì có vẻ tiếng gõ cửa đã biến mất hoàn toàn. Quái đản, đúng là có thứ gì đó đang muốn hù dọa tôi. Lập tức tôi bốc máy một lần nữa để có thể gọi lại cho bố. Lần này máy thông, đầu dây bên kia có người nhấc máy. Tôi như mở cờ trong bụng.
Alo, alo, bố à, alo, bố ơi. Không có ai trả lời. Đầu dây bên kia có người nhấc máy nhưng lại giữ im lặng. Tôi định cúp máy thì chợt nghe có động, âm thanh vọng ra từ loa điện thoại. Nhưng không phải là giọng nói của bố tôi, đó là một tiếng cười dị thường. Cái tiếng cười khanh khách rất đanh của người phụ nữ, quãng được, quãng mất. Tôi hoảng loạn tột độ, buông tay khỏi chiếc điện thoại ngay tức thì. Đúng là ở trong nhà này có quỷ thật rồi. Tôi vùng ra cửa toàn chạy xuống phòng khách để có thể thoát ra ngoài, chạy khỏi những thứ ma mị trong căn nhà. Nhưng vừa đến đoạn giữa cầu thang thì điện tắt cái rụt, còn mắt đang quen với ánh sáng bất chợt gặp gam màu tối khiến cho con người cảm thấy khó khăn trong việc quan sát. Tôi vịn tay vào cầu thang, đi theo mà xuống, những bước đi chậm chậm để có thể tránh bị bước hụt. Xuống đến tầng 1 thì có một ánh sáng mờ ảo len lỏi qua ô cửa kính từ bên ngoài hắt vào. Trong cái bóng đêm tĩnh mịch ấy thì ánh trăng lại vô tình trở thành một thứ chủ đạo, biến không gian trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Họa trăng, cái thứ ánh sáng ấy chẳng khác nào soi đường dẫn lối cho ma quỷ từ âm tào địa phủ đi lên trần thế. Có bóng người thấp thoáng sau cửa chính. Đúng, đúng là bóng người vụt qua. Tôi thấy rõ được cái bóng đen thù lũ to ngang người trưởng thành vừa lập lờ ở phía đó. Tôi phóng thật nhanh về phía trước cửa, mở toang cánh cửa phòng khách. Ánh trăng soi tỏ vào gian nhà. Ánh sáng đó hắt lên trên tường, có một cái bóng đen phản chiếu chân dung của một cậu bé. Đó là tôi. Bóng đen đó có lẽ cũng đang run sợ giống như thực thể của nó. Tôi gục xuống thềm, ánh mắt vô định nhìn ra phía cổng để chờ đợi một điều gì đó có thể giúp tôi thoát ra khỏi những thứ quái dị mà tôi đang phải cố gắng đối mặt. Quang ơi! Quang! Quang ơi! Có tiếng gọi từ xa vọng lại. Giọng nói đó là của trẻ con, chạc tuổi tôi. Giọng quá quen thuộc mà tôi chẳng thể nào nhận ra. Nó đang đến, ngày một gần rồi. Trong tích tắc, tôi đã cố dò lại khoảng trí nhớ của mình nhưng không thể nào nhận ra giọng nói đó là của ai. Bất giác tôi cảm nhận có luồng khí chạy dọc sống lưng. Giữa cái oi bức của đêm hè tháng 6 mà thời tiết lại có hàn khí thì quả thật là lạ. Tôi cảnh giác với những gì xung quanh mình lúc này. Bản thân tôi biết mình đang phải đối mặt với những thứ nằm ngoài trí óc tưởng tượng của một con người. Âm thanh đó lại vang lên, lần này thì nó giống tiếng quát mà rất gấp. Quang ơi! Quang! Có đây không đây? Tôi đứng ra giữa sân, đánh ánh mắt về phía xung quanh để xem ai gọi mình. Cả một không gian yên ắng dội về đầu óc tôi một thứ ma mị. Khoan đã, hình như phía ngách vòng ra phía sau nhà có bóng người. Tôi nhèo mắt cố quan sát thật kỹ trong cái ngách nhỏ đó. Đúng thật có bóng người, cao vừa tầm, người nhỏ. Nhưng kỳ lạ thay, cái thứ người đó chỉ tà tà giống như làn khói, không giống một nhân hình thực thể cho lắm. Ngay tức thì tôi cua tay xuống dưới đất, tìm lên mấy viên sỏi mà ném về phía ấy để dò xét. Quái thật, sao chỉ có tiếng sỏi lộc cộc dưới nền đá vọng về? Cái thứ ấy vẫn ở đó mà án mình bất động. Không lẽ mấy viên sỏi vừa rồi lại xuyên qua được nó chăng? Nghĩ đến đây thì 10 phần thì cũng 9 phần tôi ngầm đoán ra cái thứ trước mặt mình là thứ gì. Kìa, hình như nó đang chuyển động. Cái thứ ma tà ấy lập lờ trên mặt đất đang tiến về phía tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi quay lại phía sau toan bỏ chạy thì đập vào mắt tôi là dáng dấp của một thằng nhãi. Người nó trơ xương như thiếu cơm. Tôi hoảng hồn hét lên một tiếng kinh hãi thì thằng nhãi đối diện lúc đó nhanh như cắt giật người về phía sau mà quát lớn. Ớ cái thằng này, mày bị điên à? Tao đây, Hoan đây mà. Đúng, đúng tiếng gọi nãy giờ là của thằng Hoan. Đúng đó rồi, một trong những chiến hữu thân cận của tôi trong cái xóm này. Thì ra là nó. Mà sao nó vào được tận đây nhỉ? Mà thôi, cái lúc này thì tạm gác chuyện đó lại. Tôi liếc mắt về phía sau để xem cái thứ ma tà kia. Nó ở đâu thì tuyệt nhiên xung quanh trống trơn. Mọi thứ lúc này chỉ còn lại con ngách lát gạch chạy thẳng ra phía sau nhà. Chưa kịp định thần thì thằng Hoan lại lên tiếng. Ớ cái thằng này, mày làm cái gì mà tao gọi mãi không được? Nhìn ra ngoài cổng thì thấy mày cứ đứng chờ chồng ấy đấy. Mày bị làm sao đấy hả? Tao sợ mày bị làm sao cho nên tao trèo vào xem thế nào mà.
Không để nó giải thích thêm, tôi kéo nó vào trước thềm và hỏi dồn dập: Mày có thấy cái thứ gì đằng sau của tao lúc nãy không? Thằng Hoan tỏ ra khó hiểu, nó lại quát: Thấy cái gì? Tao định gọi mày để xem mày làm cái gì mà đứng như tượng ấy, thì tự nhiên mày quay lại làm tao giật mình tí ngã. Mà nhà cửa sao tối om thế này? Bật đèn bật đóm lên chứ lại tiết tiền điện à? Tôi đáp ngay: Mất điện thì bật kiểu gì? Thằng Hoan chạy ngay vào gian khách với tay bật lấy công tắc. Điện sáng, cái thứ ánh sáng vằng vặc của đèn sợi đốt làm tôi bừng tỉnh. Rõ ràng vừa nãy mất điện cơ mà. Ở cái xứ ngoài ô này thì chẳng bao giờ có chuyện nhảy áp tổ mát hay ngắt điện quãng 5-10 phút cả. Chỉ là một mất, hai có mà thôi. Tôi định bụng hỏi thằng Hoan xem nãy giờ nhà nó có bị mất điện hay không. Chưa kịp nói thì cụ cậu đã nhanh nhẩu: Nhà tao không mất điện thì nhà mày mất kiểu gì? Cái thằng này, hôm nay mày bị ngơ à? Đúng thật, nhà tôi và nhà nó là hàng xóm, cùng một đường dây tải điện. Nhà nó có thì nhà mình ắt cũng phải có. Không lẽ cái thế lực vô hình ban nãy nó có khả năng kiểm soát được những năng lượng nhân tạo hay sao? Tôi vốn không nghĩ đây là sự thật, nhưng với những gì bản thân tôi vừa trải qua ban nãy, khiến con người ta kiên định đến đâu thì cũng phải tin đó là sự thật. Tôi quay sang nhìn thằng Hoan, bản thân hoàn toàn cảm nhận được sự ngờ vực trên khuôn mặt góc cạnh của nó. Tôi gạ: Này, mày ở đây với tao, nhà tao tối nay có cái gì lạ lắm. Lạ là như thế nào? Thằng Hoan cau mày. Ngay lúc này đây, chính bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu nào được cái sự lạ ở trong nhà nó như thế nào. Mà kể cho nó thì cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cho nên tôi đáp gọn: Hình như trong nhà tao có ma. Nói đến đây thì thằng Hoan trợn tròn cả mắt. Cái bản tính trẻ con thôn quê, mười mấy đứa thì cả mười mấy đứa đều sợ hãi ma quỷ. Nhiều đứa nghe các cụ trong làng kể về mấy cái chuyện mà mãnh thôi mà cũng đã đủ sợ vỡ mặt rồi, chứ chưa nói đến là gặp. Thằng Hoan thì cũng không ngoại lệ, nó có vẻ kinh mấy cái chuyện này lắm, cho nên nó thoái thác: Mày điên à? Thôi tao đi về đi, đi qua thế lạ cho nên tao ghé vào xem thôi. Giờ này thì cũng muộn rồi, không về thì tí mẹ tao đấm chết. Tôi ậm ừ với ý kiến của nó, chả trách nó được. Thôi thì đành cố gắng một lúc, đợi có người về rồi tính sau vậy. Đang đi cùng nó ra phía cánh cửa thì có ánh đèn từ cổng dọi thẳng vào sân, có tiếng còi xe máy. Đó là mẹ tôi. Mẹ tôi về lúc này thì cũng ngót nghét 10 giờ rồi, chứ cũng chẳng còn sớm. Thằng Hoan mau miệng: À, chào cô. Mẹ tôi ngó đầu vào nhìn xem ai rồi đáp: Ơ Hoan đấy à, hôm nay sang chơi cô muộn thế. Tôi loay hoay tìm cách mở cái khóa cổng bị dì xét, nhưng vẫn nghe rõ tiếng thằng Hoan cười hành hành: Cháu sang giúp thằng Quang nhà cô canh ma cô ạ. Thôi cháu đi về đây. Nói xong nó tót ra ngoài rồi chạy thẳng về nhà. Phần vì mẹ tôi chưa kịp hiểu cái đầu đuôi câu chuyện như thế nào, cho nên cũng kệ, nghĩ là trẻ con nói đùa cho nên chẳng mấy để tâm. Còn tôi thì mặt mày ủ rũ phần vân, chẳng biết có nên kể cho mẹ về những giây phút kinh hoàng vừa rồi hay không. Một mặt nếu như kể ra thì chưa chắc mẹ đã tin, mặt khác nếu như không kể thì họa chăng có lần sau thì bản thân tôi biết phải ứng phó như thế nào. Vừa vào trong nhà, tôi đã thủ thỉ với mẹ về câu chuyện của mình. Có vẻ như mẹ quan tâm tới những tình tiết mà tôi gặp phải. Thậm chí ngay cả lúc hai mẹ con đang ăn cơm thì mẹ cũng phải hỏi lại tôi một cách kỹ càng về những hiện tượng kỳ quái đã diễn ra trong căn nhà của mình. Đặc biệt, mẹ dặn tôi phải giữ thật kỹ viên ngọc cẩm thạch ở trong phong bao màu đỏ của thầy Hữu, bất quá mới được bỏ nó ra khỏi người. Tôi cũng không hiểu nguyên cớ là làm sao, chỉ biết y án mà làm theo những gì mà mẹ dặn. Đêm đó tôi trằn trọc lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ mà chẳng thể nào chợp mắt được. Ánh trăng hắt qua ô cửa sổ là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tĩnh mịch của tôi. Có một thứ gì đó đang dần biến động cuộc đời của một đứa trẻ 12 tuổi. Những gì xảy ra với tôi vốn là định mệnh,
hay là sự sắp đặt khéo léo của ông trời cho một người được gánh trên vai hai chức nghiệp âm. Tôi lo lắng cho quãng thời gian tiếp theo của mình. Hàng tá câu hỏi về thế giới vô hình hiện lên trong tâm thức của tôi. Đúng, tôi cũng rất sợ. Tôi sợ những hồn ma bóng quế ấy sẽ tới mà hại mình. Tôi ở ngoài ánh sáng, những thứ ấy ở trong bóng tối. Biết lần nào mà cho được. Tôi mê man ngủ từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, đáng nhẽ ra đầy những âm sắc đẹp đẽ của lứa tuổi học trò, thì tôi vô tình chìm đắm vào một khoảng không gian xám xịt. Tôi thấy mình đang đổ gục trên chiếc ghế mây ở dưới nhà. Nhưng không chỉ có mình tôi, kế bên đó vẫn còn một người nữa. Quãng đầu thì hơi có ngờ vực về người đó, nhưng quan sát kỹ lại thì tôi nhận ra, tôi biết đó là ai. Hình ảnh những đường nét ủ rũ trên khuôn mặt khắc khổ của người đang đứng kế bên tôi lúc bấy giờ chẳng phải ai khác, đó chính là ông nội tôi. Ông nội tôi mất từ khi tôi còn tấm bé. Tất cả những gì tôi biết về ông nội đều thông qua những bức ảnh từ thập niên trước mà bà tôi còn giữ lại. Đã biết bao nhiêu lần tôi ao ước được trò chuyện cùng với ông nội mình như bao đứa trẻ non nớt khác. Nhưng có một sự thật, mơ ước chỉ là mơ ước mà thôi. Nó sẽ mãi mãi viển vông trong trí tưởng tượng của mỗi con người. Ông nội tôi đứng đó, ánh mắt để lộ rõ sự u uất khi nhìn vào hình hài của đứa cháu đang đổ gục trên chiếc ghế mây đã bị mọt rũa theo năm tháng. Những gì diễn ra lúc đó đang dần dần rõ nét, ngỡ như ở thực tại chứ chẳng phải ở trong giấc mơ. Ông nội tôi tiến lại phía tôi, đôi bàn tay với lớp da nhăn nheo đã có phần co quắp lại, đang cố bấu víu để xốc lách đứa cháu nhỏ dậy. Ông nội tôi choàng tay tôi qua vai rồi từ từ tiến về phía trước. Sức vóc của một người lớn tuổi có lẽ chẳng phù hợp với những công việc như thế này. Những bước chân lề lết kéo dài trên sàn gỗ tạo ra một thứ âm thanh loẹt xoẹt, từng hồi vang vọng bốn bề. Tôi tự hỏi rằng thể xác của chính mình trong giấc mơ này đang bị làm sao vậy? Tại sao giấc mơ này với tôi? Tại sao tôi lại phải quan sát những hình ảnh kỳ lạ tới như vậy? Tôi hoàn toàn không cảm nhận được sinh khí từ thể xác của chính bản thân mình. Khung cảnh phía trước kéo lại gần dưới góc nhìn của tôi. Cảnh vật tựa như trong đêm sương, xung quanh là một không gian mở. Mọi thứ chìm vào một màu đen sẫm, rất khó để có thể phân biệt được cảnh vật này, địa điểm này đang ở đâu. Nếu có một câu trả lời phù hợp, tôi nghĩ đấy là âm lộ. Không khí được đan xen với những tầng khói trắng trùng trùng lớp lớp lơ lửng trong không trung. Có thứ gì đó rất đồ sộ dần dần hiện ra ngay phía trước mắt, hình như là một căn lầu lớn. Căn lầu mang đậm nét kiến trúc của thời phong kiến. Phía trên triển mái thì thẳng tắp đổ xuống phía dưới cho tới tận gốc mái. Ở đây gốc mái được uốn hếch lên để tạo ra sự thanh thoát tựa như mũi thuyền vậy. Ngay phía dưới mái có treo một tấm biển, trên tấm biển ấy có họa mấy chữ Âm Lâu Nguyễn Tộc Lầu. Đúng là trần sao thì âm vậy, ở trên dương có nhà tầng gác lửng thì âm ti cũng có lầu son gác tía. Phải chăng chỉ hai chữ khác nhau đó là âm và dương? Cửa mở ra, đập vào mắt tôi là một phiến đá lớn mà người ta hay gọi là tấm thư đá. Nó giống như một bức bình phong chắn tầm đi của người bên ngoài nhìn vào phía trong căn lầu. Ông nội tôi đỡ tôi vào trong đó. Cánh cửa dần dần khép lại, tiếng bản lề gỗ kẽo kẹt nhanh dần, từng âm thanh như miết vào trí óc của một con người với một nỗi sợ hãi vô hình. Cánh cửa đóng, quang cảnh lúc này chỉ còn lại căn lầu chừng 5 thước trơ trọi giữa không gian đen kịt. Mọi thứ sẫm lại, gam sắc màu sẫm bắt đầu phủ kín mọi khoảng không. Với tâm lý của một đứa trẻ con khao khát được một lần gặp ông nội mình, tôi la lớn. Ông ơi, ông đi đâu đấy ông ơi? Tiếng gọi thất thanh vang dài trong bóng tối khiến tâm trí tôi như đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Tôi choàng tỉnh dậy, bốn bề đêm khuya yên ắng tới lạ thường. Từng đợt hàn phong luồn qua kẽ sắt của khung chấn song cửa sổ xa vào trong giường, một cảm giác cô quạnh ở đây. Tôi nhìn phía cuối giường, một tiểu đồng mình đeo yếm đỏ, da dẻ hồng hào, tóc để ba chỏm đang nhìn tôi, ánh mắt thể hiện rõ sự hồn nhiên vô tư đối với những gì mà cậu bé ấy thấy trước mặt mình.
Tôi định vươn tay, vươn người dậy thì chân tay dường như đã bị khóa chặt lại, ngay cả việc ngẩng đầu lên để có thể nhìn rõ cũng đã quá đỗi nặng nề. Có tiếng nói trẻ con rõ ràng, âm điệu mạnh mẽ như từng đợt, như sóng cuộn tràn về tai tôi. Vừa nãy, ông đưa hồn phách anh về với họ hàng tổ tiên ở dưới âm ti để xin được che chở đấy. Cái thứ lúc tôi gặp ở nhà, đó chính là ngã quỷ. Nó loanh quanh ở đấy, từ hồi ông bà xây cái nhà cấp 4 sau cách mạng để ở. Cái tiếng lạch cạch gõ cửa là lúc nãy khi lính của em ở dưới âm đó. Em biết hôm nay cái con quỷ ấy nó định lên giường thế để hại anh, cho nên đã cho lính vào nhà mình để đi tìm nó. Nhưng mà cái con âm đấy, nó lực rất mạnh, nó trốn cũng rất tài, tìm mãi mà chẳng thấy. Nó còn gỡ cả bùa trấn trạch tứ phương của nhà mình xuống để có thể mà làm loạn. Anh nhớ nhắc mẹ đi thỉnh thầy lại dán vào ngay nhá. Cái đứa trẻ này là ai nhỉ? Tôi chỉ có đứa em gái mà thôi. Với cái thân hình kia thì tôi chắc chắn không phải là đứa em gái nghịch ngợm của tôi rồi. Nó lại còn nhắc tới mẹ. Mẹ nào? Hay là mẹ tôi? Nếu là mẹ tôi thì ắt nó phải là con. Thế nó là ai? Thôi đúng rồi, có lẽ đó là thằng bé giám quan. Nó là đốt ngay dưới tôi. Hôm bữa ở nhà thầy Hữu, tôi vẫn nhớ in cái cảnh mình có một đứa em nữa. Tôi vừa chợt nhớ ra và vội vã hỏi ngay. Là em đấy à? Có phải hôm nọ mình gặp nhau ở Hải Dương đúng không? Sao em lại báo cho anh? Em là ma à? Đứa bé cười phá lên, hai tay chắp lại giống hai củ sen tròn, ôm lấy bụng mà cười như thể khoái chi lắm. Chàng cười ấy thật vô ưu, vô tư mà là hào sảng. Đúng là em là ma, nhưng mà ma được phong tước, phong hiệu, có vai, có vế. Em tranh thủ mãi cái lúc không có quản tuần mới có thể mò được lên đây để báo tin cho anh đấy. Anh liệu liệu mà bảo với mẹ cho về Hải Dương gặp ông thầy hôm nọ đi nhá. Cái viên ngọc ấy ông cho anh chỉ để bảo vệ anh được rằm bữa thôi, để lâu thì chẳng còn tác dụng nữa đâu. Thế nhá, có âm lệnh rồi, em phải đi về dễ đây. Dứt lời thì đứa bé ấy biến mất. Chân tay tôi tự nhiên được thả lỏng, người nhẹ nhõm hẳn đi, chẳng hề có chút cảm giác nặng nề như ban nãy. Nằm suy nghĩ linh tinh một hồi thì tôi ngủ lịm đi.